Chào mừng anh chị em đã quay lại kênh của Hoàng Nam Audio. Hôm nay bên em xin giới thiệu đến anh em một em lọc xì mang thương hiệu Mỹ, đó là ADC. Có model là SS300SL. Em này sở hữu kích thước ngang là 43.5, sâu là 22, cao là 8cm anh em nhé. Máy chạy điện 100-120V. Em này thì sở hữu được 20 cần chia đều cho hai kênh, kết hợp với một cái đèn nước rất là đẹp ở giữa. Đó. Dài xuống thấp nhất của em này là 31.5, lên cao nhất là 16.000Hz. Có dẫn âm rất là tốt. Đặc biệt các cái em ABC này thì cái đáp tuyến dài tần của nó lên đến -15 dB. Anh em nhìn thấy không ạ, cho chất âm lên rất là áp phê nhưng mà lại không bị chói gắt, khác hẳn với các cái dòng lọc thương hiệu Nhật hoặc thương hiệu Hàn khác. Nếu mà lên độ áp phê lên cao là rất hay bị chói gắt, được chưa ạ? Bây giờ em sẽ quay qua mặt của em, nó là góc cạnh này, anh em nhìn kỹ nhé. Em đưa ống kính là rất gần. Giá sản phẩm này thì em đang bán ra với giá là chưa đến 5 triệu. Anh chị em nào quan tâm thì có thể liên hệ đặt hàng giúp em theo số điện thoại là 0981 956 486. Bên em ship hàng toàn quốc khi có cọc anh em nhé. Được chưa, rất là đẹp luôn. Sau em dùng vào đây là những cái vết băng dính nhé, tí nữa em lau dầu đi là hết luôn. Bây giờ em sẽ quay qua nội thất cho anh chị em nhìn. Đây, tổng thể của em nó đó. Đấy, bây giờ em sẽ đi đến gần hơn. Máy còn nguyên bụi này, chưa vệ sinh. Em này được là một em lọc thì sai một u thôi, nhưng mà nhìn cái độ vô về của vỉ thì cũng không thua kém gì các em lọc khủng đâu ạ. Rất dày và nhiều luôn. Đó. Sản phẩm này bên em thì tạm về được có một em thôi, nên là anh chị em nào mà quan tâm đến cái thương hiệu lọc xì thương hiệu Mỹ size thấp chỉ có 8cm thôi thì có thể nhanh tay liên hệ với em theo số điện thoại em đã ghim trên bài. Các bác đang xem video thì vui lòng bớt 1-2 giây cho em xin một lượt đăng ký kênh và bấm chuông bên cạnh để được cập nhật các cái sản phẩm mới nhất bên em. Anh chị em nào ở khu vực Hà Nội cũng như lân cận thì có thể qua trực tiếp shop của em tại số 8 ngách 26 ngõ Trần Cao Vân, Chợ Rời Hà Nội để xem hàng. Hiện bên em đang có rất sẵn các cái mẫu lọc xì. Đó, ADC Peeler. Peeler 3.7 này, Peeler SG550, 540, SG120, SG60, các mẫu lọc xì Victor 50, 66, 70, R7 đang chuẩn bị về, và một số cái mẫu lọc xì Technic hoặc ADC thì em đang còn khá nhiều. Anh chị em nào quan tâm liên hệ em thì nhanh tay ạ. Một lần nữa em xin cảm ơn toàn thể anh chị em đã theo dõi video của Hoàng Nam Audio. Hẹn gặp lại các bác ở các cái video tiếp theo. Chào các bác.